Xin chào các bạn, hôm nay thì mình có nhận được một máy của khách này. Trên tay mình đây là chiếc máy Samsung, con này Samsung Z5 2016. Đấy, sim, đây là sim của khách. Và mình sẽ để gọn ở đây. Và trên tay của khách là máy Z5 Samsung này. Model nó là Z510, Z5 2016 đấy. Có cả thẻ nhớ này, có khách thẻ nhớ này. Và đây là pin. Đây là pin Samsung Z5 2016 và thiết kế rất chắc. Đây. Không biết là vì lý do gì mà khách bảo là không lên màn hình. Và đây mình nhìn sơ cua, có nhìn thấy sơ cua qua này. Các bạn nhìn sơ cua qua cái màn hình này là mình đang thấy vỡ. Đây, các bạn nhìn nghiêng đấy. Thấy vỡ màn hình chưa các bạn? Và đây có pin. Và có pin thì mình thấy nó có hiện tượng là méo. Đây các bạn, mình thấy méo này. Đây, méo pin này. Và máy thì đây là zin tem của công ty, chưa sửa chữa thì con máy này là nguyên bản ấy các bạn nhé, nguyên bản. Và hôm nay mình sẽ tháo ra và mai mình sẽ đi mua màn để mình thay cho khách. Vâng, và các bạn mình sẽ tháo cho các bạn xem con Samsung, bên trong con Samsung Z5 này nhé. Và mình sẽ mổ xẻ nó ra. Các bạn ạ, Samsung thì họ thiết kế cái main của nó, mình thì mình cũng biết nhiều về điện thoại. Nhà mình thì cũng làm nhiều về điện thoại nên mình cũng biết về điện thoại. Điện thoại thì Samsung rất hay bị ít bị lỗi. Các bạn, kể các bạn dùng Samsung thì cũng hay ít bị lỗi lắm, lỗi vặt, nút nguồn hay là volume, loa, mic, chuông các kiểu. Mình thấy ít, cực kỳ ít lỗi, ít vặt. Ít lỗi vặt lắm các bạn. Trừ khi các bạn có rơi, vỡ, rơi thôi. Hoặc là cho con cái xem phim YouTube tiếc đấy, rơi, vỡ, đập thì mới vỡ thôi. Vỡ màn hình thôi. Còn hầu như là cái main của nó thì rất là ok. Đây mình sẽ vặn cho các bạn xem nhé. Samsung thì rất nhiều ốc. Đây, một con main nó rất nhiều ốc các bạn. Mình phải tháo. Mình phải kết hợp bành tháo cho nhanh các bạn. Cái mic của mình thì nó hơi nhỏ nên các bạn cố gắng nghe giúp mình nhé. Mình quay điện thoại. Không có chất lượng video là không bằng được. Như kiểu máy quay. Đây là tem Samsung này. Mình sẽ ngoài cái tem Samsung này ra các bạn nhé. Và mình đã vặn được hết ốc từ trên dưới rồi. Và cho các bạn chỉ cần có một con tua vít như này, bốn cạnh như này thì các bạn có thể cào hết điện thoại mình. Các bạn chỉ cạy đây, rất dễ cạy nhé. Samsung các bạn Z5 rất dễ cạy. Cạy dần ra đấy. Đấy, đây là bộ phận bên trong của Samsung Z5 nhé. Đấy. Mình sẽ cạy, đây là một cáp này. Và đây là cáp màn hình này. Và đây là camera trước này. Mình sẽ cũng cạy ra để tránh rơi mất đồ khách. Các bạn nhớ tháo ra, các bạn nhớ để lưu ý xem trên bên có một ốc nào không nhé. Nhìn từ dưới lên xem bạn sẽ đây có một ốc. Mình sẽ vặn ốc này. Ốc này, đấy, đấy, và mình sẽ tháo lên, đấy, đấy,
Đây là chiếc khung và đây là màn của nó. Mai mai mình sẽ coi như là lấy màn con này để mình mua màn về. Con này vào thay cho khách này các bạn nhé. Của các màn đấy. Mình sẽ mua màn cho khách. Và đây là tổng quát main của nó. Main của nó thì theo mình đánh giá đây là camera này, sau này. Đây là phần chân sạc, đây là phần chi tiết IC sạc. Các phần linh kiện trong đây thôi, rất nhiều nguồn. Mình có luôn. Mình theo mình thấy thì main Samsung thì cái độ bền nó rất cao đấy. Trừ khi va đập thì các bạn vỡ màn thôi. Đấy. Đấy. Vâng, và mai mình sẽ là mua màn về thay cho khách. Và mai mình khi nào mình thay cho khách thì mình sẽ làm một clip thay màn hình con Samsung Z5 này cho các bạn xem nhé. Và xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Mình đang làm video buổi tối mà. Và các bạn nhớ đăng ký kênh và subscribe ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn.